và bây giờ chương trình Tất Niên và Tôn Vinh One Coin Việt Nam xin được phép bắt đầu. Ladies and gentlemen, our award ceremony and year-end party will begin right now. Quân con cho ta cuộc sống phồn vinh, cho ta niềm tin tự do và chi tăng bền. Chẳng chịu chi nữa bạn ơi, thời cơ đến rồi, ta mau cùng nhau khám phá những chân trời mới. Ông Simon Lê Quốc Hương
sẽ lên sân khấu để tặng hoa cho nhạc sĩ Hà Trương và chính thức vào nhạc của chúng ta. Để thay cho lời cảm ơn xin lời trân trọng kính mời ông. Right now, ladies and gentlemen, we would like to invite our white diamond, Mr. Simon Le Bouton, to come on the stage and deliver the flowers for Musicians Hat Q and our conductors of today as an appreciation.